hướng dẫn lấy số điện thoại của bất kỳ ai ở trên Facebook cho tất cả bạn. Thì trong video này nhé, mình sẽ hướng dẫn các bạn này cách chúng ta có thể là quét được số điện thoại của mọi người khi dùng Facebook đó. Nếu các bạn nào đang là một nhân viên sale đúng không ạ, bạn nào đang bán bất động sản, các bạn bán xe đúng không ạ, các bạn bán các cái sản phẩm mà bạn muốn lấy số điện thoại của khách hàng của bạn ở trên Facebook đó, trên những cái bài quảng cáo của đối thủ này, hoặc là trong những group cộng đồng này, hoặc các bạn có thể là có Facebook của khách hàng của bạn nhưng mà bạn muốn lấy số điện thoại đúng không ạ, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn này trong video này. Và bây giờ mình sẽ demo cho các bạn nhé. Ví dụ như đây các bạn này, đây là một cái quảng cáo về bất động sản chẳng hạn này đúng không ạ? Đó. Thì ở đây chúng ta có thể là vào quét được số điện thoại của những cái người like ở cái bài quảng cáo này đó. À, các bạn thấy đây nó đã ra số điện thoại đúng không ạ? Rất là nhanh chóng, chỉ trong vòng một lốt nhạc. Những ai để số điện thoại thì chúng ta sẽ quét được nhé. Đó. Còn những ai có những click clone ấy thì nó sẽ khó quét số điện thoại, rất là nhanh chóng đúng không ạ? Đó. Hoặc là quét ở những phần comment. Đó, thì đây cũng là một kênh marketing cực kỳ là hiệu quả và với cái chi phí cực kỳ tối ưu. Đó, sẽ giúp các bạn đạt cái hiệu quả kinh doanh rất là tốt. Và khi chúng ta có đi số điện thoại của khách hàng chúng ta rồi đúng không ạ, thì chúng ta sẽ, công việc chúng ta sẽ là tele sale hoặc là Zalo hỗ trợ tư vấn khách hàng của ta. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn này từng bước để các bạn có thể cài đặt cái công cụ này cũng như là sử dụng nó. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến phần bắt đầu, chúng ta sẽ cài đặt cái tool quét số điện thoại nhé. Và các bạn sẽ truy cập đường link là richardquang.com này, gạch chéo SDT tức là số điện thoại ấy. Hoặc là bạn có thể truy cập link để dưới phần mô tả hoặc là phần bình luận đấy cho nó nhanh. Ok, sau đó là chúng ta sẽ enter. Chúng ta vào đây thì chúng ta sẽ được quét 50 số hoàn toàn free nhá. Ở đây nó sẽ có phần đấy nhỉ, hướng dẫn này. Đó, bạn sẽ kích vào hướng dẫn nó cách sử dụng này, Facebook number. Ok. Khi đây thì bạn sẽ kéo dưới và các bạn sẽ tìm cho mình một cái phần đó chính là đây này, download này, attention này, thì bạn kích vào đây. Thì nó sẽ tải về máy nhá, nó sẽ tải về máy và bạn sẽ lưu lại. Đấy. Ví dụ như là mình sẽ lưu lại này. Và sau đó thì bạn sẽ cần phải giải lén cái đấy ra, giải lén cái Facebook number ra. Bạn kích chuột phải, hoặc là extract here, hoặc bạn là dùng MacBook thì bạn sẽ kích đúp vào. Rồi, thì đó là xong về cái phần tải về. Đúng không? Bây giờ đến cái phần đó nhà chúng ta sẽ cài đặt cái attention lên trên cái trình duyệt của chúng ta, nó để quét. Thì bạn sẽ kích vào cái dấu ba chấm này này. Sau đó nó có phần là tiện ích mở rộng này, đúng không? Sau đó kích vào phần quản lý các tiện ích. Rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ bật một cái lên nhé, là chế độ dành cho nhà phát triển nhá. Hiện của bạn nó có thể nó đang tắt thì bạn sẽ bật nó lên, rất đơn giản thôi. Sau đó bạn kích vào phần tải tiện ích giải nén lên này và bạn sẽ vào trong cái phần bạn tải về nhá. Đó thì nó sẽ ra cái phần của chúng ta và bạn sẽ kích vào phần chọn và nó sẽ tải lên. Ok, bây giờ là tiện ích đã được thêm vào trong Chrome này, bạn nhìn thấy này, tiện ích đã được thêm vào rồi này. Thì bây giờ bạn sẽ kích vào đây xong bạn ghim cái tiện ích nó lên trên này, ghim cái này trên này. Bây giờ bạn sẽ ra Facebook của bạn, bạn load nó lại nhá, bạn F5 nó lại. Rồi. Sau khi bạn F5 nó lại thì bây giờ bạn nhìn thấy là đối với lại mỗi phần bên cạnh của nó này thì nó sẽ có cái phần số điện thoại ở đây. Đó. Ví dụ như đây là một cái bài quảng cáo chẳng hạn này. Thì đúng không ạ? Chúng ta có thể khai thác ngay là chúng ta quét những cái người like những cái bài quảng cáo này thì nó sẽ là những khách hàng của chúng ta đó. Hoặc là phần comment đó. Thì bạn sẽ kích vào đây. Xong bạn kích vào phần đăng nhập với Google nhé. Bạn sẽ chọn một cái tài khoản Google của các bạn vào để bạn đăng nhập. Bạn kích vào phần đăng nhập này. Đây nhá, khi ấy xong thì các bạn sẽ kéo dưới này. Đó, và ví dụ đây là một cái bài quảng cáo chẳng hạn này. Thì bạn có thể là quét được những khách hàng của bạn ở đây, đúng không ạ? Ai mà để số điện thoại thì chúng ta có thể quét được nhé. Bạn kích vào phần đăng tìm này. Đó, thì bạn thấy không? Nó đã ra số điện thoại của những người ở đây rồi. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đó, và bây giờ thì cái công việc chúng ta khai thác khách hàng cực kỳ là nhanh chóng đúng không ạ? Bạn có thể call hoặc là add Zalo đó. Và ở đây thì nó sẽ hiển thị ra những cái file này và bạn có thể xuất cái file này ra đó, cho telesale hoặc cho đội hỗ trợ tư vấn khách hàng của chúng ta. Ok chưa? Đấy, không chỉ quét được những bài quảng cáo nhé, quét được cả những cái bài đăng ở trên group đó, và chúng ta áp dụng tối đa cái trang Facebook của cá nhân chúng ta để chúng ta có thể là đạt thu nhập rất là lớn với chi phí marketing cực kỳ là tối ưu. Đấy. Và nếu khi các bạn hết sử dụng hết nhé thì để nâng cấp thì bạn sẽ kích vào phần đóng góp này. Đó, thì đây nó có các cái gói. Đó, và ví dụ 300.000 này, hai thiết bị. Hai máy cùng dùng được trong một tháng hoặc là 1.2 triệu là 10 máy, đó. Thì cái phòng kinh doanh của chúng ta đó, cái đội ngũ kinh doanh của ta thì bạn có thể đầu tư cái này và cho cả cái phòng chúng ta sử dụng. Nó cũng rất là nhanh chóng và tiện lợi. Đó, bạn lập ra một cái Gmail riêng, sau đó là bạn cho tất cả mọi người dùng chung ở đây. Đó, thì cũng rất là tuyệt vời. Và cái chi phí gần như là nó chỉ bằng một lượt đăng tin thôi chẳng hạn. Đúng không? Đối với chi phí marketing thì đây là quá rẻ và rất là hiệu quả. Ok, đấy thì video mình sẽ kết thúc ở đây và hẹn gặp lại các bạn trong những bài tiếp theo. Chúc bạn thành công.